Ai cha, cuối cùng anh em ơi. Anh em xem này, tôi đã đẻ ra một con có 4 skill mà tôi mong muốn luôn. Rồi, welcome tất cả anh em trong kênh gaming và tựa game Panwer. Hôm nay thì mình sẽ cùng nhau thảo luận về cái việc làm sao để mà có thể lay giống ra những con pet có được những cái bộ kỹ năng như mình mong muốn nha. Ví dụ như những con mà tôi thử nghiệm đây, bọn nó đều có 4 skill kỹ năng hết rồi. Và hầu hết là đều những cái kỹ năng mà tôi mong muốn hết. Việc tiếp theo đó là về cơ bản của việc giao phối, đó là khi lên tới level 19 thì chúng ta sẽ mở được cái Breeding Farm, là một cái nông trại để mà giao phối. Chúng ta bỏ một con đực, một con cái như mong muốn vào, xong sau đó thì cũng sẽ cần một cái bánh nhé, một cái khác. Rồi, và trước khi vào phần nội dung chính thì tôi cũng giới thiệu luôn cho anh em một cái trang web chuyên dùng để mà tính toán ra những cặp cha mẹ và những cái đời sau của những cái cặp lai giống nó sẽ ra như thế nào. Thí dụ như đây, Parent 1, Parent 2, anh em có thể đánh tên của hai con mà anh em muốn giao phối và nó sẽ ra cho anh em một cái tên của cái con đời sau luôn. Hoặc là anh em muốn có cái con nào đó thì anh em cũng có thể chọn vào đánh tên nó và nó sẽ hiện ra những cặp mà có thể lai tạo ra được cái con Shadow Beast đó. Tôi sẽ để luôn cái link ở dưới cái hộp miêu tả trong video này để anh em tiện bấm vào và nghiên cứu luôn nha. Rồi, nếu vậy thì mình chiếu theo cái bảng thông số đó thì tôi đang ép con Shadow Beast. Con này là một con cấp SS nha anh em, rất mạnh, cho nên tôi sẽ đầu tư vào nó. Và tôi muốn coi cho nó có tất cả 4 skill, đó là Muscle Hit, Ferocious, Lucky và Legend. Rồi, nếu vậy thì 4 cái skill tôi vừa nói nó có tác dụng như thế nào, vậy chúng ta cùng xem nha. Thí dụ như Lucky là anh em, nó sẽ tăng tốc độ làm việc lên 15% và tấn công lên 15% luôn. Thì theo tôi thấy cái kỹ năng Lucky này là một cái kỹ năng là rất khó di truyền. Tôi đã đẻ coi như là một đống con luôn, nhưng mà cái skill Lucky này thì nó cũng hên xui lắm anh em. Sau đó thì tới skill Ferocious, đây skill này sẽ tăng tấn công lên 20% và skill Muscle Hit tăng tới 30%. Nhưng mà work speed, tốc độ làm việc sẽ trừ 50%, trừ một nửa luôn. Nhưng mà tôi lai tạo con Shadow Beast này để đánh lộn mà anh em, để mạnh thôi, cho nên đâu cho làm việc đâu, cho nên là vẫn sẽ lấy cái búp này nha. Đây, và một cái búp cuối cùng nữa là chỉ có thể lai tạo ra từ 4 con thú huyền thoại trong video rồi. Tôi bắt thôi anh em, Legend. Đây là một cái búp có thể là best, không best còn hơn cả Lucky nữa nha anh em. Cái Lucky thì nó chỉ hiếm thôi, chỉ còn cái Legend này này mới là mạnh nè. Tấn công 20%, phòng thủ 20% và tốc độ di chuyển lên 15%. Rồi anh em, vậy thì bây giờ làm sao để mà đẻ ra con Shadow Beast? Con này thì mình có thể bắt ở những cái vùng cấm, nhưng mà skill thì dĩ nhiên không được như mình mong muốn đâu. Nếu tôi muốn như vậy thì tôi sẽ phải đẻ nó ra từ con Astagon và từ con và con Kitsune này, và hai con này cũng phải có những cái skill mà tôi mong muốn thì nó di truyền lại con Shadow Beast nó mới có nha. Và cái việc nó đẻ cái chục trứng như vậy nè thì cũng chưa chắc là nó có truyền được những cái skill mà anh em muốn đâu nha, có thể là những cái skill mà dởm đấy, cho nên là tôi nói cái tỷ lệ nó cũng không có chắc lắm đâu. Đây, và mình đi sâu hơn một tí nha. Bây giờ tôi đang đẻ con Shadow Beast, tôi cho con Kitsune có hai skill tôi mong muốn là anh em thấy, Ferocious và Legend. Còn con Astagon này là con Muscle Hit đó, có nghĩa là tôi sẽ chọn cặp cha mẹ làm sao để mà có được ba cái skill mà tôi mong muốn, để hy vọng là nó có thể truyền lại cho đời sau. Đây, cặp bên này cũng vậy, có tất cả ba skill mà tôi mong muốn. Rồi, vậy thì cái skill còn lại Lucky thì như thế nào? Cái skill Lucky á thì nó hiếm, khá hiếm anh em, nó chỉ có được từ những cái con mà có cái ánh sao đốm đốm trên bản đồ như thế này này. Đây, thì cái skill này á, nó tôi theo tôi thấy á, cái việc truyền về đời sau của anh em nó rất là hiếm luôn, tỷ lệ coi như là rất ít, hiếm hơn cả coi như là ba cái skill kia rất nhiều. Cho nên là bây giờ tôi vẫn đẻ đái đây, lát nữa thì tôi sẽ thử đi đẻ cái đống trứng này cho anh em xem tôi có may mắn hơn không nha. Đây thì thí dụ như cái con Goofin này là cái con đang có skill Lucky, tôi sẽ cho nó đẻ với Anubis. Thì đẻ đái với Anubis nó sẽ ra hình như là con Kitsune đấy anh em. Đúng rồi, cái con lửa này Kitsune. Ok, và cũng khá may mắn khi mà tụi nó cũng đã đẻ ra được một lứa Kitsune có cái skill Lucky cho anh em. Và tôi thấy thường cái skill Lucky này á, nó lại đi chung với những cái skill rất là dởm anh em, cho nên là cái việc truyền cái Lucky tới đời sau nó sẽ vô tình sẽ truyền luôn những cái kỹ năng rất là dởm luôn, cho nên tôi mới nói là Lucky nó khá là hiếm, ra khá là khó để mà di truyền nha anh em. Ok, và nếu như tôi đã có con Kitsune Lucky thì tôi sẽ cho nó lai tạo với những con Astagon đã có đủ ba cái skill kia, thì tôi hy vọng là cái con Shadow Beast cuối cùng nó sẽ thừa hưởng được skill Lucky và cả coi như là 4 cái skill kỹ năng mà xịn sò nhất luôn nha. Rồi, nếu vậy thì tôi cũng đã chờ một thời gian khá dài để mà tụi nó đẻ một đống trứng như vậy nè anh em. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem đi nở
Xem nó như thế nào nha, coi coi mình có may mắn không nha. Rồi tôi sẽ cho nở cái đám Hitsune này trước đi anh em. Ok, tôi sẽ lấy skill Lucky trước cái đã. Đây, và cái việc ấp trứng này sẽ tốn thời gian nha anh em, nhưng mà nếu như anh em ra chỉnh cái server á, mình có thể có nó có phần chỉnh cho coi như là không cần phải thời gian ấp trứng để mình có thể ấp cho lẹ luôn nha. Ok anh em thấy không, không có một cái skill vàng, không có Lucky nào luôn, cho nên tôi mới nói là cái việc này nó rất là coi như hên xui nha. Hay lắm, tôi có được một con có được skill Lucky và skill Runner. Runner hình như là tăng tốc độ di chuyển ấy anh em. Đấy, thêm một Lucky nè anh em, hay lắm. Đấy, và có những con nó sẽ có những cái buff coi như là hại luôn nha anh em. Pacific gì đổ lè kìa, thấy gớm không? Đúng là hên xui lắm, này chơi y như gacha á. Ok, tổng hợp lại thì tôi được cũng kha khá những con có skill Lucky nè anh em, và có cả thêm con có skill Serious nữa, tôi không nhớ Serious là cái skill gì nữa. Thì bây giờ với cái việc đẻ đái quá nhiều thì sẽ làm coi như là chật cái hang của mình nha anh em, ôi chật cái chuồng của mình. Thì nếu vậy thì chúng ta sẽ đưa vô cái máy Pan Condition, đây là một cái máy ép. Mình sẽ đưa những cái con mà mình không muốn để mình ép chung lại cho nó mạnh hơn nha. Thí dụ như tôi muốn giữ lại cái con Lucky và Serious này thì tôi sẽ chọn nó làm cái con mẫu. Xong tôi sẽ đưa những cái con mà tôi không xài đây, ép tôi ra bả cho nó mạnh lên. Cũng có khá nhiều Lucky anh em. Đây, Begin Condemn. Ok, nó sẽ ra một cái phiên bản mạnh hơn nha anh em. Đây, con này hồi nãy là yếu, bây giờ nó đã mạnh hơn rồi nè. Đây, và anh em có thể thấy là bây giờ thì con Kisui này nó đã có một sao, tất cả 4 sao nè anh em, thấy không? Tôi đã ép nó được một sao rồi này. Thì cái lần ép kế tiếp á, tụi tôi sẽ cần tới 16 con nha anh em để có thể lên cấp 2. Thì anh em nghĩ xem, tôi nghĩ là sẽ nhân lên 32, 64 của anh em. Nghĩa là cần 64 con mới có thể max được 4 sao của một cái con mẫu luôn. Ok, nhưng mà cách này thì có thể dọn chuồng cho anh em, bởi vì tụi nó anh em thấy đấy, trứng nó đẻ đái quá trời luôn. Ok, bây giờ thì tôi sẽ xem cái trứng của hai con Shadowbeat này như thế nào nha. Hai con này tôi đang mong muốn nó sẽ ra, đây con này có skill Legend và Muscle Head. Còn một con này tôi đang mong muốn nó cho ra Pharaoh Sword. Thì nếu như mà may mắn có được một con có cả ba skill, tôi sẽ cho nó coi như là phối với con Kitsune anh em. Thì con Kitsune với con Shadowbeak này thì nó vẫn ra Shadowbeak thôi anh em, không ra con gì khác hết cả. Ok, mình sẽ thử nha, hình như nó có giới hạn trứng anh em, nếu như mà mình để nhiều quá thì nó sẽ không đẻ nữa. Mấy cái con mà mình đã có khá nhiều những cái skill xịn rồi anh em thì chắc chắn là nó sẽ ra thôi, nhưng mà thí dụ như có những skill như Artisan này nọ anh em cũng vàng, nhưng mà không phải là skill tôi muốn, cho nên là cũng không xài nha. Đây, có những con còn chả skill gì nữa. Ồ, con này được 4 skill luôn rồi anh em, hay lắm. Hay lắm. Được được, để tôi vào tôi xem luôn nha. Cái con cuối cùng này nó có cả 4 skill mà tôi mong muốn luôn, đâu mất tiêu rồi ta. Đây anh em, nó có skill Muscle Head, Pharaoh Sword và Legend. Còn cái Burly Body này là gì ta? Defense cộng 20% cũng khá tốt, nếu như anh em nào mà không có cầu toàn quá để ra Lucky á anh em, thì con này lại coi như là tôi đã thành công rồi nè. Ba skill xịn nhất mà tôi muốn và skill phòng thủ 20%. Ok, nếu vậy thì tôi có thể cho con like con Shadowbeak này với con Kitsune đó anh em. Well, có một cái tôi lộn nha anh em, đó là con Shadowbeak và con Kitsune mà cho đẻ ra sẽ là con Sybilis chứ không phải là Shadowbeak, cho nên là tôi nghĩ là tôi sẽ tạm thời dừng đẻ hai con Shadowbeat này đi. Nói chung là nó đã ra con Shadowbeat, đã ra cái bút mà tôi mong muốn rồi, ba cái kill luôn rồi anh em ơi. Thì bây giờ tôi sẽ thử coi như là cái con Kitsune mà Lucky với lại con Astagon này để xem ra trứng của cái đám này nó có ra con Shadowbeat nào có 4 skill mà tôi mong muốn không nha. Ok, tôi hy vọng là con bấm lộn, tôi hy vọng là con Shadowbeat của hai đứa này đẻ ra sẽ có đủ 3 skill như con kia luôn. Rồi tiếp tục gacha thử xem, đây là trứng của con Astagon và Kitsune nè anh em. Mẹ mới vô đã chả có gì rồi, xui quá. Ồ, con này được Vanguard Muscle Head Legend cả anh em. Cái skill Vanguard thì tăng coi như là cái tấn công của mình, của người chơi mình anh em, lên 20%. Nói chung là cũng được. Muscle Head Vanguard Legend, nhưng nó lại có thêm một cái skill Pacific quá dởm. Đây, con này anh em, Legend Muscle Head và Pharaoh Sword. Đây, tôi đã có được một con có cả ba skill tôi muốn rồi nha, quá đã.
Đấy, lại thêm một con anh em Vanguard Muscle Hit Legend này. Ui chà, lứa này cái bộ ngon quá nha. Đây, đã có được một con 4 skill rồi nha anh em, nhưng mà có những skill dở quá. Không có những skill tôi mong muốn. Đây, có một con Legend Vanguard và Ferocio nè anh em, ba skill tôi muốn, vì còn lại chỉ là kiếm một con nào đó lucky và phải khác giống để mà phối hợp ra Shadow Beast. Wow, nãy giờ chưa ra một con lucky nào hết anh em à. Đây, sau một hồi anh em 10 trứng hơn chục trứng thì tôi mới có được một con Shadow Beast có lucky và có cả muscle hit, vì còn lại thì tôi phải kiếm ra được một con đực và sẽ có được cái skill Ferocio và cái skill Legend nha anh em. Ấy chà, đây có hai con kế bên nè anh em, hai con kế bên nhau luôn. Ok, tôi sẽ đem tụi nó ra để cho đẻ đái để xem có may mắn không nha. Ai cha, cuối cùng anh em ơi, anh em xem này, tôi đã đẻ ra một con có 4 skill mà tôi mong muốn luôn. Wow. Rồi đâu, để tôi đem ra cho anh em xem luôn này, Shadow Beast, và xem chỉ số của nó nè anh em. Muscle Hit Ferocious Legend Lucky Attack 15%, cái này là 35%, này nữa là 55%, và thêm Muscle Hit nữa có nghĩa là 85% luôn. Kinh. Ui chà. Vậy nếu bây giờ cái con này tôi đem ép nó, ép nước mía nó thì như thế nào anh em? Rồi, cắt nó vô đi, tôi sẽ dùng cái máy condense này sẽ ép nó nha. Và có khi tôi nghĩ là tôi cũng sẽ lấy mấy cái viên linh hồn để mà đập vô cho nó mạnh lên nha. Đâu, bây giờ để tôi xem con này level 11, attack của nó là 282, thủ 200. Còn con này trong khi anh em xem, nó búp quá trời cho nên là mới level 6 nhưng mà tấn công đã là 325 rồi anh em. Nếu như mà tôi ép nó lên 4 sao sẽ còn mạnh hơn. Nhưng nếu bây giờ tôi đây, tôi sẽ coi như là ép linh hồn cho nó hết. Tôi nghĩ bao nhiêu đây là tôi đi farm cũng đủ bấy nhiêu linh hồn á anh em. Bây giờ tôi nghĩ là đủ để max đây. Nên mình sẽ tôi sẽ quên max attack cho nó trước chứ. Đâu, tôi sẽ tăng cho nó nha. Rồi, tôi đã tăng max phần cái attack của nó rồi nha. Bây giờ đây cộng thêm 30% thì bây giờ ở level 6 dam của nó đã là 421 rồi anh em. Tôi nghĩ là con này là best nhất của tôi rồi, cho nên là tôi sẽ đập hết tất cả những ngọc có được vô nó nha. Ok, hiện tại là máu của nó là 1084 và phòng thủ là 156. Mình sẽ tăng max thử xem. Rồi, tôi đã mất hết tất cả những thứ cho nó. Với cái work speed này thì con này để đánh lộn mà đâu có làm việc đâu, cho nên là tôi sẽ không tăng anh em. Ok, tôi đăng hết 30% tất cả thì để xem máu bây giờ nó lên 1409, phòng thủ 202. Ok, để một thời gian sau tôi ép con này lên tới level 4 thử xem đam nó là bao nhiêu nha. Và tôi sẽ phải huấn luyện cho nó lên level 50 luôn anh em. Rồi, bây giờ thì tôi đã luyện cho nó lên level 50 rồi anh em. Và cũng đã ép cho nó lên 3 sao. Còn 4 sao thì cần tới 64 con lận. Cho nên là tôi chưa đủ con Shadow Beast anh em. Thì bây giờ tôi muốn show luôn cho anh em xem. Anh em hãy xem này, attack của nó đã lên tới 1668 và phòng thủ defense là 1247. Coi như là nó còn cao hơn cả những con Pet Legendary luôn nè. Đây, những con level cao nhất của tôi thì nó chỉ thua máu của cái bọn bắt bằng bất thôi em. Đây, những cái thằng tòa boss và tháp bắt bằng bất thì dĩ nhiên bắt bất, cho nên là mấy con này máu 160 mấy ngàn không ạ anh em ơi. Nhưng đối với những con Legend bắt bằng đàng hoàng á, thì đây anh em có thể xem cái chỉ số không con nào lên tới 1000 nha anh em, chỉ có con này thì 1087 thôi, còn lại thì tất cả đều thua con Shadow Beast này. Đây, và bởi vì nó mạnh như vậy là tại vì như tôi nói với anh em, đó là cái búp này thấy không, tấn công của nó cộng 85% và defense cũng được thêm 20% nữa từ bốn cái búp này, rất mạnh luôn nha. Rồi, để tôi chửi nó xem. Wow, ok, khá ngon anh em ơi. Đây là con cấp độ SS nha, cho nên là đánh lộn thì khỏi bàn rồi. Rồi, ok, tôi đã hướng dẫn cho anh em cách để mà làm sao có coi như là hả lai giống để mà những con pet mà anh em thích có được những cái skill xịn nhất mà anh em mong muốn. Thì cũng có thể nếu như anh em không muốn like ra những con đánh nhau á, những con đấm lộn, thì có thể like ra cho nó những cái skill để mà nó làm việc ở nhà nha anh em, cũng cho những cái con mà xây dựng nó cũng có những cái skill rất là xịn sò luôn.
Và cái việc quan trọng nhất là anh em đừng có nản chí nha. Tôi cũng nói như tôi nói, tôi đã phải coi như là nở ra cả gần cũng phải 400-500 trứng gì mới ra được cái con như ý này đấy anh em. Rồi chúc anh em thành công trong con đường lai tạo con pet mà mình mong muốn nhé. Rồi bây giờ thì bye bye anh em và hẹn gặp lại.